Hả? Anh cầm à? Cái gì? Cái gì? Mà cứ giúp em đi nữa. Mà lại để bàn. Đi đâu? Anh ngu, ai đá vào để đấy anh. Vẫn ngủ kìa. Vãi. Ôi. Sao không để mở được cửa? Hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với Xin Lỗi Anh Em. Đấy, tên mọi người nhìn đấy. Hiện tại là anh em mình đang ở trong chiếc ô tô thần thánh của anh Đức Vượng Vlog. Đấy, mọi người biết trong tem mình có anh Đức Vượng đấy. Thì con ô tô này anh ấy mới sắm. 2 tỷ chuột phết nha, ngon đấy. Thì vừa anh em mình biết là anh ấy sắp có cuộc họp là sẽ phải, anh ấy là nhìn anh ấy thế thôi, anh ấy là một chủ giám đốc công ty dược ở trên Hà Nội đấy. Thì tí nữa anh ấy phải lên công ty họp, thì mình biết là tí anh ấy phải lên công ty không rồi. Có họp nhưng mà không hết họp hành cái gì hết, đang nằm sướng không có đi đâu hết. Cái bảo tại trưa nay 3 anh em uống rượu say mệt quá nên bây giờ anh em mình mới nghĩ ra một mặt chôn là ngồi lì ở trong ô tô không ra ngoài. Kể cả anh ấy đi họp hay là đi đâu quan trọng hay tán gái hay cái gì mình cũng không ra, kệ ấy. Mình đang ngồi ở cái đây gọi là vô lăng đấy. Mình tại anh nhà quê nên đầu được ngồi ô tô như thế đấy. Nói chung là tí nữa anh ra, anh ấy bắt anh em ra, anh em không ra cứ ngồi lì đấy làm gì nhau. Thì mình có nhờ Sơn là tí ra sẽ quay lại khoảnh khắc anh bên ngoài, vì em kích đẻo anh đấy rồi. Mày kích đẻo làm cho anh tức cho anh nhá. Đấy, nói chung hai bạn anh cứ ngồi lì trong đây đấy. Ok, mày làm nào để anh ấy tức anh đập vỡ kính cửa kính ô tô để anh phi vào đấm anh được. Hơi quá đấy. Ok đấy, bây giờ anh ấy đang tắm ở trong nhà, chắc là một lúc nữa anh xong rồi anh ra. Mà thêm bây giờ anh em cứ ngồi đi đợi đấy. Đấy, anh em ngủ đi, ngủ dậy. Thôi mang máy quay đây, em ra ngoài anh kích đẻo anh đấy không? Ra ngoài để nhá. Ok anh em nhá. Anh Đỗ là cho em đi học họp của anh nhá. Ừ, được, nhưng mà chú ra đấy ngủ nước nhá. Ok, đi. Đấy, thôi đi học xong thì nào. Về anh em về. Ok, em cầm máy quay đi, em đến quay cuộc họp của anh em học hỏi nhá. Cho chú học tập. Ok, đeo giày vào, úi giày cán bộ nó khác ngay. Khoảng tầm 1 tiếng ấy. Kệ. Ô. Ông ra. Đéo ai này ngồi đây rồi. Cái gì? Mở anh mở khóa ra. Hả? Anh cầm à? Cái gì? Mở cửa giúp em đi nữa. Mà lại để bàn. Đi đâu? Anh ngu, ai đá vào để đấy, anh đấy lấy rồi còn đâu. Chìa khóa tôi đâu? Ở đây. Mở ra để anh đi họp bắt. Thôi họp hành gì để họp gì, đang ngủ. Đang ngồi sướng không muốn ra đâu. Ai ơi, để chìa khóa ở đấy kia, ngu chưa mấy anh đấy lấy đi. Xe xịn đấy ngồi bây giờ đến tối luôn. Hôm nay Toại đang tập lái ô tô. Không ra đâu. Họp làm cái gì? Mở ra để anh đi bác. Hôm khác họp. Bây giờ mình đã lắm tiền rồi, mình chơi đi. Họp làm cái gì? Nhìn này, ăn mặc sành điệu này bây giờ phải đi xe máy nhỉ. Anh ơi, lấy con Super Cup của Sơn mà đi anh ơi. Lấy con cúp kia đi kìa. Quá rồi. Ngu chưa, ai bay để chìa khóa đấy. Đấy, lấy cúp của Sơn đi anh. Ôi giời ơi, chìa khóa để trong xe. Ôi ngủ đi. Ôi giời ơi, bây giờ anh làm sao đi họp được nữa. Mở cửa kính cho bác hả? Cái gì? Mở kính để anh túm cổ em à? Mở cửa kính cho bác. Không. Nhanh để anh đi họp bắt muộn. Không. Mở cửa kính để anh túm đầu em anh đánh à? Anh họp muộn như vậy đùa. Không, mình để chìa khóa ở đấy cơ. Đấy. 200 triệu bây giờ. Pip. Chắc chắn là hôm nay em quyết định ngồi, em sẽ ngồi trong đây không đi đâu hết. Đây là cái tội anh không dạy đến lại học lái xe. Thế. Nói chung là hôm nay em quyết định rồi, em ở trong đây 24 giờ em không ra đâu. Có gì em mới ra, không ra đâu. Hôm nay em ở trong đây 24 giờ đấy. Đấy. Đang làm chú làm gì đấy? Em học lái ô tô. Biết lái đéo đâu mà học lái. Không biết đâu phải học chứ, biết rồi học làm cái gì, anh nói như đùa ấy nhỉ. Nhanh anh đi họp, việc bận. Kệ, bẻ lắm tiền rồi. Bỏ một cuộc họp không sao đâu, mình nắm tiền rồi, mình sống thoải mái đi. Chơi đi. Mấy chục triệu anh, 100 triệu anh. Kệ anh mấy chục triệu chứ không phải mấy trăm triệu đâu, bao giờ lên hợp đồng lên 1 tỷ thì hắn đi. Mấy trăm triệu đi mất công ra. Mày đưa anh cái điện thoại đấy gọi người ta phát à? Lờ. Anh không mà thôi. Hôm nay em đã quyết định ở trong này rồi. Đúng rồi, kệ anh. Em rất đẹp à? Mất cả hợp đồng. Vậy có ra không? Anh giỏi, anh đập vỡ kính đi. Anh giỏi anh đập vỡ kính đi. Em thách anh đập vỡ kính đấy, bảo anh đập vỡ kính em ra. Anh ơi, xe anh đấy. Chú có trộm không? Em không, em bảo em đi theo anh. Thế mày quay. Đức Vượng Vlog. Đấy, ok, bây giờ mình đã không cho anh đi họp, anh ra bên ngoài kìa. Bây giờ cho em mặt em làm gì? Cày không làm gì được. Cày không làm gì được. Cày. À xin ạ. Xin gì? Bây giờ phải có cái gì em mới ra, cứ không ra đâu. Anh ơi, tối nay anh xem là anh đi họp về thì anh sẽ mời các chú đi mời các chú đi uống sữa được. Anh họp về muộn lắm em không đưa tin. Tiền, bảo đưa tiền luôn. Bây giờ phải có tiền, bây anh cứ đưa em tiền đi rồi em tin. Lấy tiền làm tin, lấy cái gì làm tin thì lên. Đâu? Chỗ nào? Trong góc rồi. Làm gì có? Trong cái tầng quần áo thôi. Anh thề mày là tối anh sẽ đưa mày đi uống trà sữa này, đưa đi tán gái này. Không tin được lời nói của anh. Không tin được lời nói của anh. Được không? Không tin. Không tin. Muộn của anh. Kệ anh. Mai đi, mai bảo là dừng cuộc họp mai họp cũng được. Mày đùa thâm ấy nhở? Ai thâm đâu đã đuổi. Anh ơi, giám đốc bây giờ đi xe máy nhục lắm. Không mở được đâu. Anh ơi, chui được cốp vào. Khóa rồi. Mặc dù em không biết lái nhưng em biết khóa ô tô đấy. Hiểu không? Gì? Tối anh sẽ đưa chú đi uống bia. Không, giờ em mới uống từ chiều nên giờ em không thèm bia rồi. Đi tán gái bằng ô tô chất à? Không. Bây giờ em ngồi ô tô này tí gái đến là mời vào đây thôi. Thử mai bán sóc. Mai các chú về Hải Dương phải không? Đúng rồi. Mai đưa mày về nhá. Không tin được anh. Anh mai lên này họp tiếp chứ anh đưa bọn em về cái gì? Đâu anh hôm nay tuần anh chỉ họp buổi thôi để gặp khách hàng thôi. Không tin. Bây giờ phải có cái gì thì em ra. Có tiền em xin em làm được. Bây anh ấy ngồi trong rồi, anh ấy là lắm quyền sở hữu cái xe rồi. Bây giờ anh phải cứ mà đưa tiền trong đây. Anh nghi rằng Sơn là đồng bọn mày thế nó cứ cầm khi khư cái máy quay. Nhìn hơi bựa đấy. Không. Điêu thì bây giờ anh giải quyết vụ trong này này. Bây giờ kể cả bọn em quay hay gì đấy thì anh cũng làm gì được đâu. Bây giờ anh phải đi họp rồi. Ê bà đấy. Anh xin hai mày đấy. Bây giờ tiền. Anh cứ đưa tiền này em ra. Anh em đang chơi nhây à? Không có tiền bây giờ. 5 lít anh ạ. Đúng rồi, cứ 5 lít. Cái gì làm tin mới ấy được chứ. Bây giờ phải có tiền. Bây giờ để em không biết lái để em đạp thử nhá. Em đạp thử xe đạp phanh nhá. Anh thử ga nhá. Mẹ phi đổ quán luôn đấy. Tiếp thử. Anh Toại ơi. Bây giờ mà giám đốc phải đi bộ thì nhục lắm nhỉ. Đúng rồi. Thôi hay ơi, bắt taxi hay đi xe buýt đi. Đúng mẹ giám đốc giám điếc đi họp bằng taxi đi ra thể thống gì. Thì anh bảo giả vờ xem đấy hả? Chủ tịch giả vờ hỏng xe và cái kết đi. Đấy. Bọn này cay thế nhỉ? Cay. Bây giờ không ra đâu nó bỏ ô tô của mình đập thì bây giờ mẹ. Mẹ anh phải đập ô tô cơ. Ôi anh em đập từ chân phanh nhá, chân ga nhá. Đừng ra. Đi mà ngồi tô sướng mà. Ấy giời ơi. Đi Toại từ đây anh xin hai mày. Thôi em đi ngủ anh nói ít thôi. Mai anh đi họp về tí nữa về các chú thích đưa đi đâu là anh đưa đi đấy. Thích đưa chơi đấy. Tin mồm anh em tin ra được. Đi anh nói mà anh lừa mà chúng mày bây giờ đâu. Thế anh để em ngủ đây. Đợi em ngủ 30 phút em dậy em giả. 30 phút thì muộn của anh rồi. Chắc mấy giờ thôi anh đấy. Mấy giờ rồi thằng ấy. Anh ơi mấy ông đấy ngủ rồi kìa. Anh còn chìa khóa dự phòng không? Ê hai bố ơi. Hai bố ơi mở quá con đấy. Chìa khóa dự phòng á. Chịu rồi. Anh còn nào? Thôi xe này có 2 cái nhưng mà 1 cái. Thì vào lấy đi anh ngu đấy. 1 cái không biết ở đâu. Để anh mà tìm hết. Hai này nhớ đấy. Ông ấy bảo lấy chi ông bà kia rồi, ông ấy chắc không đi họp nữa rồi. Thế bảo rồi làm gì có chuyện anh em mình đã độ nhây độ lì của anh em mình là có giới hạn rồi gì không? Đây rồi. Ngon rồi. Anh ơi, anh có cần cầm gậy không? Cầm gậy anh ạ. Không cần gậy, anh đang bận rồi. Trong đây là gì chỉ trong đây không? Bé anh ngủ thoải mái đi. Vẫn ngủ kìa. Ôi. Sao ông lại mở được cửa? Anh lấy chìa khóa đâu đâu. Anh đang bận đấy không phải chết anh đấy. Nhớ bạn đấy. Thầy thuốc. Anh uống không? Không em mệt em không muốn đi đâu. Cho em đi chơi với. Chơi gì? Cho em đi chơi với. Đang bận. Đây đi chơi với. Anh đi với. Sao vậy đi chơi? Xuống đi để anh đi họp. Thôi bọn em đi chơi với. Thôi đi cho em đi chơi với. Em đi chơi nữa. Cho em đi một lúc thôi. Không em tìm em chỉ ngồi trong tô thôi. Anh vào họp anh cứ vào thôi. Nếu mà em ngoan thì em ở ngoài chứ rồi. Mẹ cái tội này tao chưa xử mày đâu. Tí về xử sau. Bây giờ xin lỗi có quà cáp rồi. Có, bây giờ anh cứ cho bọn em ngồi, bọn em ở đây bọn em đi cùng em chơi. Nhưng mà bây giờ anh ấy cho đi, anh không trở về thì sao? Đi bộ với chết nhục ấy, tối anh cứ về không? Tối á? Anh đi họp tiếng thôi mà. Họp tiếng á? Thế bây giờ anh hỏi. Anh thả con mẹ mày đấy. Không, không ngồi lì xe đâu, em ở đấy theo anh về bằng gì? Em không xuống. Thế nữa lúc anh vào họp ấy, anh rút chìa khóa ra, anh khóa cửa vào, chúng mày lóng chết cụ đi. Anh ra em cứ đứng ngoài ô tô thôi, em ngồi chụp ô tô. Được, em cứ ngồi đây làm gì nhau ở gần nhỉ? Anh ngồi ngủ kệ anh ấy. Anh chưa ngu lắm cơ, bây giờ nghịch ngu. Ai biết là anh ấy có chìa khóa dự phòng thứ hai đâu. Mày biết là mày không bảo anh để anh vào. Em cũng biết đéo đâu. Nóng lắm cái đéo thì mà bây giờ anh nổ máy không được. Thế á? Vợ em chỉ bẻ cái tay phanh mà có gì đâu. Bẻ tay phanh á? Ừ. Anh mới đi là chơi phanh chết mẹ bây giờ. Thế á? Anh bẻ tay phanh mà. Đéo nào nhở bọn này? Anh chơi ngu vậy. Thảo à? Không mở được rồi. Vợ em bẻ mới tay phanh thôi mà. Ngu vậy cứ ra chịu anh rồi. Đã không được đi, không được ăn uống lại còn phải ngồi nhà. Có. Có thích chỗ này không? Không. Nhưng mà chị khoái bằng nghịch đéo hỏng rồi. Không, em nghịch gì không? Gì đâu, em chỉ bém mấy tay phanh thôi mà. Đi rồi nhá, thì đi chưa? Rồi, đi chứ. Nhớ bám theo xe nhá, anh mà về mà là anh không nhắc đâu. Thế okay, cùng anh cho em đi gì? Nhưng mà tí mà vào họp đừng theo anh nhá, có mấy em thư ký xinh thì đừng. Thôi thì cho em vào họp với. Ôi em ăn mặc chúng mày biết mà. Kệ bọn em ngồi chơi rồi, em ngồi uống nước không ra vẻ ngon, dám ra vẻ là thư đàng hoàng phải ngồi. Đúng rồi, em ngồi đàng hoàng, khoanh tay đừng chôn mất khách hàng của anh đấy. Em ngồi khoanh tay thôi. Đi được, thế đi. Đấy, ok anh em ơi, cuối cùng anh em cũng được đi chơi rồi. Đấy, Sơn hôm nay được ngồi ké. Đấy, ok mọi người, hôm nay màn chôn của anh em mình cũng hơi thâm một tí, nhưng mà anh em mình đã thực hiện màn chôn nên phải thực hiện đến cùng. Nhanh, anh đi muộn. Chỉ có chuyện là chôn xong rồi lại phải tha. Thế gọi là chôn nữa đúng không? Đấy nên là bây giờ mọi người cứ ra màn chôn thì mình phải chôn tới cùng, chôn xong thì mình mới thôi. Hôm nay anh em chôn hơi mất dạy. Anh ấy là kiểu giám đốc công ty dược mà anh em mình lại phá anh như thế, không cho anh đi họp. Đúng là đăng clip này lên kéo mọi người chửi mình ấy. Nhưng mà thôi, vì nhiều người cũng bảo anh em mình thực hiện màn chôn như thế thì bây giờ anh em làm thôi, chứ bây giờ mọi người lại trách mình để bảo là hai thằng nghịch ngu. Do mọi người xui chứ mình ngu đâu. Ok anh em nhé, hẹn anh em ở các clip sau nhé. Nếu anh em nào có thấy video của anh em hay thì bấm like, share, đăng ký kênh ủng hộ anh em nhá. Còn bây giờ tôi Đức Toại cho cả anh em. Tôi sẽ cho cả anh em Sơn. Tôi ra chào mọi người. Tôi Đức Vượng chào cả mọi người nhá. Bye bye, đi chơi đây. Bye bye.